lách chua không, lách ơi lách 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 tươi ngọt lắm á bà, kiểu muốn em thử lách không ơi. Cái này có biết lách lách tươi không có chua nha má. Qua đây cho em thử lách nè, má hơi bị ngọt nước, hơi bị ngọt nha ba, nó chỉ hơi mặn mặn thôi chứ nó không có chua. Ok không, ok không, lách tươi không chua nha, lách tươi không hề chua. Cái mấy người chua, mấy người mới cần đi tắm á, chát ở vô quá rồi, cơ đi tắm xong rồi giờ ngõm luôn trong cái bồn tắm luôn, không tắm gì hết trơn á.